hay, cái bể xấu như cũng chỗ rất là hay. À, đúng rồi anh đi. Mấy người hút xì ke lóc ke lắm. Trời đất ơi. Xong khi đi lên cái làm vậy cái là dàn mất cái chỗ của anh Tuấn luôn. Sáng tổ thì rẻ thôi, gì vậy? Trời đất ơi anh Tuấn, vậy là hiện giờ ở đó là mấy người lần hả? Em không biết hả? Cái này đâu có tiếng vô 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 anh Tuấn. Bây giờ tại sao không làm cái tròi đâu ở gần gần đây nè, chứ đi ra đường. Tính đi qua bên cái chỗ cũ, tính hồi xưa á, cái chỗ vườn rau á. Bên anh Tuấn. Cái cua. Bên Thái hay là qua bên An Hòa? Chỗ Thái đi vô á. Chỗ Thái đi vô nữa hả? Gần chỗ An Hòa, như chưa qua chỗ An Hòa. Chỗ Bình Chết á. Chỗ Bình Chết á. Chỗ mà ông Bình Chết á. Chỗ mà ai lại ai lịch ở hồi xưa á. Chỗ Bình Chết á. Chỗ Bình Chết. Đúng rồi. Anh Tuấn ở bên đó thì qua bên này cũng xa thấy mồ luôn, mỗi ngày có qua được hay không để lấy đồ ăn đồ uống? Ăn gì chứ ra chứ lấy đủ ăn tại chứ. Sao dạo này không thấy anh Tuấn tới ăn phở ăn bún nữa? Thấy đang với nhau, mình thấy nhau ở dưới suối mà kiểu mình đàn áp với nhau kiểu mình. Trời ơi. Mình không có theo phe của họ thì họ ghét mình chứ. Cứ giống mình cô đơn rồi, mình cô đơn không một mình thôi, chơi mình rồi. Đâu có cần bè phái đủ rồi mới sống được đâu, hiểu không? Thôi nếu anh Tuấn chỗ nào, nếu mà ở đó phải báo cho em biết, em sẽ gửi đồ anh Hòa đem ngang cho anh Tuấn. Tại anh Hòa ngày nào chủ nhật nào anh Hòa cũng đi lấy đồ hết. Cái gì tính ra thôi anh Tuấn này ra chứ. Không gà tính đi vòng vòng rồi. Thôi anh Tuấn. Viết nhật ký gì kia. Anh Tuấn ở một mình rất buồn, mỗi chủ nhật đi ra chỗ quán bún bây giờ người ta ngồi ăn nói chuyện miết. Tại em có bàn có ghế xong ngồi ăn nói chuyện cho nó vui cho anh Tuấn sống một mình buồn lắm. Ở mình chưa thoải mái đầu óc cái buồn gì. Đó, anh Tuấn bị sao mặt anh Tuấn bị bầm nè kẹt. Vì hái củi á rồi cái rớt cây vô. Cái những cây mục quá rớt xuống. Bây giờ em nói anh Tuấn nghe nè, cái mắt anh Tuấn á có đỡ được tí nào không? Bây giờ tính muốn biết cái nhà thương mà cái gì ba đường của vậy của bác bảo chị võ nằm ở đâu gặp anh tính đi gặp bà chẳng cho có làm cái hộp mà nhận cho lấy cái màn ra. Vậy là anh Tuấn bị cường phải không? Cái nghĩ là chắc vậy quá, phải mổ lấy cái gì ra, phải lấy cái miếng ra. Hôm nay thứ năm anh Tuấn, hôm nay thứ năm chiều thứ năm bà bác sĩ Võ bà có trong phòng mạch đó, một tuần bà chia trong đó một ngày thôi, chiều em chở anh Tuấn đi nha. Nhà thứ năm đâu? Hôm nay thứ năm nè. Biết rồi, nhìn nhà thứ năm ở đường Alexander. Chị nhìn ngày phải không? Ở gần nhà thương Regional á. Cái để anh Tuấn muốn đi nói, bộ nói, hả? Nói trên đường này, tôi tính đi chị thôi chẳng, đây, luôn. Chị đi cho anh chị mượn cái phone em, chị lấy địa chỉ cho anh Tuấn. Tại sao không để em chở đi cho nó dễ? Trời ơi, Hương Cali ơi, bận rộn nữa này rồi, đi đạm này kia, thời gian đâu. Chị cái thằng anh em đi. Coi như lúc nào anh muốn đi thì em đi, tại nhưng tại mà anh nhớ một tuần bỡ đó. Đi lạc hoài khổ quá, 4 năm rồi vẫn đi quỷ lạc đi. Anh Tuấn một tuần bỡ chị ở đó chỉ có một ngày thứ năm là hôm nay nè, okay. Chiều thứ năm. Trời ơi, để em chở đi luôn cho rồi đi, để em kiếm. Tại không thấy nó giỏi vô, mấy chuyện ngay rồi cái thuốc của bác của bác sĩ cho to để gì mà cũng vô lấy thuốc chủ sinh nè ha, rồi thuốc để trời ơi họ có bệnh không mà họ lấy thuốc đó bệnh, làm gì trời to của Việt Nam họ uống không? Bây giờ anh Đầu cảnh sát đang vô kiếm anh Đầu hả? Đó, đi dạo dọc. Ờ. Anh Tuấn à, bây giờ mấy giờ anh Tuấn muốn em? Mấy giờ Hương Cali rảnh khi nào Hương Cali rảnh mới chơi được chứ không rảnh bận rộn thì tính đi gì vậy từng này cũng được từng này cũng anh chuyện sao tính tới sớm thôi. Nó bữa nay là đúng ngày của bà một tuần bảo chị ở đó có ngày thôi. Đúng vậy thì tính nói nếu hôm nay tính đi được. Em nghĩ coi mấy giờ ta. Bây giờ 3 giờ em trở lại đây em gặp anh Tuấn chỗ này được không? 3 giờ hả? Bây giờ chạy về tắm rửa đi. Chạy thứ năm á, nhà thờ nó tắm nè. Nhưng mà thứ năm nhà thờ cho tắm hả? Dạ, rồi đi tắm đi, xong rồi đúng 3 giờ em trở lại đây em chở anh Tuấn đi. Nhưng mà chưa tới giờ thôi tắm được. Mấy giờ nhà thờ mới cho tắm? 4 giờ đến 6 giờ. Rồi 4 giờ đến 6 giờ nha. Chết, 4 giờ đến 6 giờ hả? Không biết 5 giờ chắc bạn nghỉ làm rồi. Đúng rồi, 5 giờ rưỡi rồi, bà cho tắm mặt rồi. Thứ ba họ có cho tắm không?
không, chỉ có mà thứ tư thứ năm à. Ô vậy thì tuần sau anh Tuấn thắm thứ tư đi cho nó sạch, rồi thứ năm em tới em đón. Được. Chiều thứ năm em tới em đón nha. Được. Nhưng mà anh Tuấn có biết ngày giờ hay không? Chiều thứ năm em tới sao em gặp anh Tuấn được? Chẳng có số phone gì hết hả anh Tuấn? Cái phone bị mất rồi. Chị lấy rồi. Trời ơi. Vậy cũng lấy hết trơn á. Cái gì của Tuấn à, mua là lấy hết trơn á. Trời ơi, em nghe mà em tưởng là anh Quang hiền lắm, không ngờ anh Tuấn cho anh Quang mua nhà. Sao anh Quang dẫn bạn bạn bè đến một đống anh Tuấn ra luôn, tội nghiệp anh Tuấn quá. Bây giờ em phải biết anh Tuấn ở đâu à. Thứ tư anh Tuấn xong rồi sẽ xong thứ năm anh Tuấn chờ anh Tuấn. Thì thứ năm thì nó mấy giờ chúng ta về đây trời. 3 giờ chiều nay chỗ này còn xong nha. Bây giờ có biết ngày biết giờ không? Có đồng hồ nè. Đồng hồ này có ngày không anh Tuấn? Đồng hồ chết rồi. Đồng hồ chết rồi. Chết rồi mà còn đeo nữa sang quá. Trời ơi, vô gia cư mà còn không được yên cái thân, còn nghiệp anh Tuấn quá. Mà cực khổ làm cái trời ơi, rồi giờ làm cái chỗ của anh Tuấn đàn mà cũng chết rồi giờ đi nữa. Cái này của anh Hoài nữa, anh Hoài gửi anh Tuấn nữa. Anh Tuấn cho cái xe này ngon lành vậy, để được nhiều lắm á. Rồi. Mà sao có chiếc này ngon vậy? Giác nha. Trời ơi, về chế lại. Nhiều lắm. Về chế lại. Hôm bữa em cũng thấy được nhiều lắm mà em không có lần. Anh Tuấn. Bây giờ có tính qua ở chung chỗ anh Hòa không hay là ở gần gần thôi? Ở gần gần thôi, tại chúng muốn ở sát quá. Coi như là anh Tuấn đi vô chỗ Thái. Khi mà chỗ Hương đi vô chỗ anh gì biết nè. Chỗ ai lại cỡ hồi xưa đó. Ngay vườn rau luôn, ngay vườn rau ngay cua. Anh Tuấn có cần cái đèn pin không? Nếu có thì tôi cũng nhìn chạy cái... Thôi cho anh Tuấn một cái đi em ơi. Cái cây đèn của Tuấn mất rồi. Anh Tuấn à, cái đèn này đèn pin. Nhưng mà nó dài nè, nó xài bằng cái pin. Solar phải không? Cái này đây, không phải solar. Pin thường. Trời, pin thường không nổi. Thì là em có pin trong này cho anh Tuấn rồi, chừng nào hết nói em cho anh Tuấn. Tại có khán giả cho một bịch pin á. Ok. Anh Tuấn đừng có xài số này nha. Chạy chỉ cho anh Tuấn đàng hoàng. Đeo đầu thôi, đưa cái này đeo đầu đó. Anh Tuấn đừng lấy cái này đeo đầu hay cái này đeo tay. Ờ, đeo đầu nó hay hơn á. Cũng ngon rồi. Đưa ba cục đi, đưa ba cục đó. Cho những đường cố này đây đang nhớ. Anh Tuấn là đeo đầu về nè. Anh Tuấn nhưng mà anh Tuấn dùng. Biết rồi, chế thì. Đây đây anh Tuấn bấm này nè. Quất lên vậy nè. Để ở chơi đâu, tính cũng không cần mới mất nó mất thì. Tại trước nè. Mua điện á ba mấy không á chung tiệm á chở à. Anh ơi sao chị bấm nó không lên? Bấm đi cho chị quay phim đàng hoàng. Dạ. Em bấm chỗ nào vậy? Đây nè. Trời ơi anh Tuấn ơi bấm lộn chỗ. Anh Tuấn à. Dạ. Bấm cái cục chân cho này nè. Anh Tuấn bấm hai lần nha. Lần này em sáng lắc mo hết pin lắm, cái lần cái gì nhưng mà mờ hơi chút xíu nhưng mà nó cũng thấy gì thấy lo rồi được rồi không cần phải nhưng mà ai thì nó bé. Đó đeo đâu đâu vậy giao. Có mấy cái hộp đồ lon đậu ở nhà mà em không biết gặp anh Tuấn nên em đâu có đem theo. Có đậu nguyên biên hay đậu đen thì đồ đen được nữa. Mai mưa Tuấn mà anh loại trong lon chứ ha, anh Tuấn không muốn cái loại hộp nấu hả? Cho hộp nấu lâu quá, Thương Cali ơi, nấu rồi, nửa ngày là bắt đầu nấu. Ok, vậy đem đi kiếm cái lon. Hôm bữa em thấy có mấy lon em lượm về em để nhà. Anh cho cái hộp trong cái bọc á, nấu nửa ngày á, mới mềm á. Anh Tuấn thứ năm tuần sau có nhớ không? Thứ năm tuần sau 3 giờ. Đây chỗ này nha. À 3 giờ ok. Trời ơi thấy Tuấn đi lang thang nữa, tội nghiệp quá, đang có nhà có cửa. Tự nhiên cho anh Quang vô ở xong giờ anh Quang kiếm Tuấn đi luôn. Tại cái thương xưa em là giúp mình thôi.
có gì anh thứ ba với chủ nhật. Trời ơi thương anh em, cho anh em tới xong rồi cái rồi xong anh Tuấn ra đường luôn. Có tiền không? Mai mốt không cho ai nữa tới nữa hết anh Tuấn. Bây giờ đất ở đây có mình không cái này không cần cảm ơn gì quá. Nhưng mà cái chòi quán Tuấn mà người ta chòi ăn từ đó làm từ ở chứ. Hồi trước á đủ má nói là quyền là đủ đau. Anh Tuấn xong rồi họ nhiều lúc họ hỗ trợ xong rồi cái chuyện anh Tuấn hả? Đi xíu. Chửi cho đến tội bỏ nhà ra đi luôn. Chửi anh Tuấn cho đến tội anh Tuấn bỏ nhà bỏ cửa ra đi. Đấy, chứng nhận gì lắm rồi, chứng bỏ đi chứ. Ngày lâu rồi em không gặp anh Tuấn ra. Cái lúc mà chị thấy dắt người trên bờ xuống. Rồi tu là coi như khỏi tu, nghỉ tu luôn rồi. Vậy biết là cái giá mà chúng ta theo trong tâm tờ mình chỉ giá nha, rồi có cái hình của chú cha như một cái cha xưa cái bé đẹp lắm, là con mặc áo gồm đấy luôn. Anh Tuấn hay đi vô nhà thờ, anh Tuấn chỉ là đến nhà thờ thôi chứ không có học đạo. Không, tại vì chứng thích đến nhà thờ là sao? Tại vì thấy cha giảng đạo, khi mà gì cũng đứng cái sổ nhìn mình đó, đi trong. Hoặc là cha mới tưởng như là mẹ Maria hoặc là bây giờ muốn học không? Bây giờ đi muốn đi học, rồi nó tội làm con của chú. Không, không biết. Đớn rồi, mình người lớn học gì chứ? Biết rằng để tới chục tuổi để học sinh cho gia số cầm sáu cầm đưa mở lòng gia thì cầm chục tuổi mỗi chục tuổi thật ra những cái đó anh Tuấn giáo lý thôi, còn cái đó sau này cái đó từ cầu nguyện đúng rồi, cái đó là cầu nguyện chứ không phải giáo lý. Học giáo lý trước, có đi học giáo lý nha. Mỗi tuần em tới em chở anh Tuấn đi học. Bây giờ em hỏi cha sao mỗi tuần em tới em chở anh Tuấn đi học nha. Lứa tuổi. Em hỏi thử là giờ có ai lấy gì anh đi? Nó từ nhỏ thôi. Hello. Anh Tuấn bây giờ em hỏi có chỗ đàng hoàng. Anh Tuấn thích giờ nào, buổi sáng hay buổi chiều hay buổi tối? Đúng không? Lòng của tôi đó là một tiếng được, mọi tiếng được. Ok rồi, để em sắp xếp giờ em tới em chở anh Tuấn đi. Mỗi tuần em phải chở anh Tuấn đi chứ đi bộ không nổi đâu. Sáng sáng rồi. Để em kiếm chỗ nào gần gần đây, xong rồi các em chở anh Tuấn đi. Đây có ông cha Mỹ ông nói là có dạy anh Tuấn đến học tiếng Mỹ hay tiếng Việt Nam? Tiếng Mỹ dễ hiểu hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng quá. Em phải bây giờ nhiều chữ họ làm sao mà nó mới quá. Không có hiểu gì nổi luôn. Nhiều chữ mới lắm. Chứ anh nghĩ dễ hiểu, nhưng cái nghĩa học cách nghĩa mình làm thì hiểu nó dễ hơn, cái này hiểu không? Em cứ dạ nó còn nó đi lại không nói chị em cứ kêu anh chị nó có bỏ tiền chứ không dài đâu, cái nghe đi rồi thấy tình quản thiên thiên cái gì anh đau thế thấy chuyện gì đấy để đấy chẳng gì cơ. Vậy là anh Hòa sáng nào cũng qua đây đi đường đồ mà anh nói hả? Anh Hòa sáng nào cũng qua đây đi đường đồ đi lấy chúng ta cho thấy anh lấy gì nó lấy gì chứ ba mạng ăn đâu phải ba người ăn đó, năm người bên đó anh Hòa chị Na chép về với thầy Trúc mới là một người nào với là anh Nguyên một lần anh Hòa đi qua anh khỏe phải Hòa phải bê năm cân về ông Nguyên này ông Nguyên này đâu có chịu đi đâu thế anh Hòa 60 mấy tuổi rồi lớn hơn thằng Quang ổn anh giống tuổi chứ biết chứ anh giống tuổi từ 60 quá. Anh Tuấn bây giờ anh Tuấn không biết cái đồ anh Tuấn dùng làm lều, anh Tuấn làm bằng cây hay là làm em đi lượm cây nha anh Tuấn nha. Ờ có rồi. Trời ơi, đất ơi còn đi đốt nhà anh Tuấn nữa hả? Trời ơi, nguyên cái hai tuần trước Hương Cali ơi, họ đốt hai ta hai chòi rồi Hương Cali à. Ủa? Biết. Là đốt cái chòi của ai anh Tuấn? Hai bữa trưa hay? Đốt cái chòi của ai? Người ta đốt rồi là họ đi. Đốt cái chòi của ai? Sao em đâu thấy ai bị cháy chòi? Có cái chòi của ông người bà Diêu đốt. Bây giờ anh Tuấn sợ nó đốt cháy chòi, anh Tuấn làm đồ bằng sắt hả? Thì chính là cái sườn bằng sắt, gì bằng sắt chỉ có che rồi. Là những cái tấm ấy là cũ rồi, đọt đặt với cái tông như cái tấm đi thôi. Tiếng không muốn làm cái gì mà cháy chung như, nó cháy lẹ lắm. Khó ra nữa, mà cái là rắc dây xuống mới làm nhiều cửa nữa, nhiều cái lỗ gió để chui ra nữa. Trời đất ơi. Ở dưới xuống sao mà nguy hiểm quá anh Tuấn ơi, nghe thấy phát sợ luôn vậy á. Không phải vậy nhưng mà trời ơi, bây giờ cái chỗ mà Hoài Châu Tuấn chỉ ba lần đầu tiên đứng qua đây nữa thì chỗ họ ở lâu mấy chục năm rồi thì tự nhiên cái tên tử thì có ngày tới đây làm gì đây à, câu hỏi rồi gặp người ta không ra cả có nhạy cảm gì làm gì đi ôi đi vệ sinh nha thì anh đi vệ sinh đó không có hiểu không cái này hết chị ok hay đi cảm ơn nhiều anh đi rồi á bây giờ nữa là người ta nên nhạy cảm mình cái mới qua cũng mới 3 ngày và đã có chuyện này mày là cái tuổi tao mà cái tuổi mình đang gặp nhau phải anh giống như luôn cô sẽ đủ cơm ăn vậy anh Tuấn ơi không sợ quá đồ ăn gì chứ ra lấy chủ ăn hoặc là ra đây ai mà bỏ cái những gì người ta không ăn á cũng nên về hết chứ bỏ tội lắm hiểu không đem về rồi anh Tuấn có ăn không ăn cũng ăn chiên lại đổ vô chảo bỏ miếng dầu vô đồ ăn á miếng dầu miếng tương một muối lớn tuổi kia ai cũng lớn hết trơn rồi trời ơi bây giờ đi làm lại cái trời mới đó bây giờ cực khổ bây giờ, lắm anh Tuấn ơi bây giờ hỏi Hương Cali là nếu mà họ làm gì mà họ nghĩ cái lương tâm của họ vui vẻ thì ok mình chúc mừng cho họ còn nếu mà sau này mà họ cái lương tâm mà họ cái lúc mà họ tìm tiếng xin lỗi thì tiếng cái quá muộn rồi tại vì chúng còn hai bàn tay chúng còn đi dây đó còn khỏe chúng làm được cái này đâu phải là cái khổ một chút đã khổ xuống như là không anh em cũng cha mẹ rồi chút từ 12 tuổi bây giờ năm mấy tuổi rồi thấy không có cái gì mà làm khó mình được. Bây giờ anh Tuấn nhớ là thứ ba tuần sau 3 giờ chiều gặp em ở đây. Thứ năm với ba. À thứ năm thôi. Trời ơi, Tuấn sảy hơn Hương. Tức là Hương Cali quên chứ ngoài là tính quên nha. Năm giờ chiều gặp em ở đây. À, rồi còn à, em về em sẽ hỏi nhà thờ nào, chỗ nào gần gần đây cho anh Tuấn xong rồi mình đi. Mình học giáo lý xong mình rửa tội xong mình chính thức làm con cuốn để cứu lo.
anh biết tuổi nhỏ tiếng người đó đã giúp nhà thờ rồi, thấy cha mặc đồ cha ra mà lễ kia coi sáng từ ngon lên đó kia đó cái đó là cái gì đã làm quét đó anh có gì biết không, cái là phải làm cha không chứ không phải là dễ đâu, biết giáo hoàng mà càng khó nữa thì càng khó nữa, tại ở bên chữ ban tính là có một ông Sùng Y, ông coi cái tên tròn của ông kia kia ông là người Á Lì Lan giỏi lắm, rất là giỏi. Hôm bữa có một cô nương ở bên tiểu ban khác gọi cho em hỏi anh Tuấn, cô nương đó nói rằng là trời ơi, nói nhắn với anh Tuấn là có cô nương đi tìm anh Tuấn ở trên kênh thần ở Ly Hoàng, gặp bữa nay tình cờ coi kênh chị Hương gặp anh Tuấn, anh đã đi giải nghệ rồi. Cô nương nói là thấy anh Tuấn sao mà quá ốm mà làm cho cô nương không ngờ luôn. Hồi đó bên đó anh Tuấn phong độ lắm, đi làm kiếm tiền, làm supervisor, làm ngon lành lắm, sao tự nhiên rồi bây giờ anh Tuấn qua đó anh Tuấn thay đổi quá, vừa già vừa ốm không muốn làm cái gì hết, đi lang thang lực khủng, cô nương không ngờ luôn. Bởi vì có câu á, không ai giàu mà nếu có biết sao á thì sẽ làm thật, còn không có biết sao á khi nào mà quá tạo thành nơi khác á, nếu mà tính ra đời á tính lớn lắm hai cảnh nữa, tính là một cành hoa mà nằm trên cái sông nước trôi đi á, trôi trở về trời ơi, hoa ở trên dòng sông nữa, trời hỏi lúc cao mình, quá lúc mình nghe ngày thấy không, nước nước cái cồng cũng thấy được mình mà nước lớn cũng thấy được mình, bèo cũng vậy thôi đúng không, đó mình chính chính cách được bèo trôi chứ mà cái bèo trôi gì đó trôi lúc thì cái duyên duyên tập đó. Nhưng mà nếu mà cái chuyện cái đó ta hết rồi thì nếu làm gì thì cái tình nó hết, cái nghĩa vẫn còn, cái gì cũng vậy á, con người mà không có cái tình nghĩa. Nhưng mà em nghe anh Tuấn kể em thất vọng anh Quang quá, em tưởng anh Quang hiền lắm, cứ trời ơi vô rồi dẫn người vô quậy anh Tuấn tới, anh Tuấn đang ra ngoài luôn. Cái chuyện là ảnh thì thấy ảnh nói chuyện với hai con người cũng không có ảnh hỏi dở đâu. Đi qua rồi đi qua đi không 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 đi làm trò khác nữa trời anh em làm gì đi dành cách cho các bạn nhưng mà anh em không muốn làm gì sống tự nhiên lúc đó cái người ta mình sẽ biết một cái cố cái gì cái kiếm sống cái gì anh em rất là nhiều, nhưng mà cái lúc buổi đại thì anh em không có cái gì mà giống như một cái tờ là tẩm tôm vậy, cái giả mà thả nước mà khi mà giả rất rồi đấy biết khi nào cái giả rồi. Có nhắn lời gì với cô nương không? Lúc này làm ăn được gió khỏe, quan trọng khỏe, đừng làm nhiều quá anh thôi. Cô nương trong nói trong cái thời gian đó thì cũng cảm ơn nàng đó, cảm ơn nàng rất nhiều. Cô nương nói hồi đó Tuấn bên đó phong độ lắm, đi làm mặc quần áo đẹp, mặc đồ bịu không sai chỉnh một chút cũng không được. Xong đi vô làm supervisor rồi nữa, mới qua đây tưởng sao thấy
tươi tả quá, làm nàng đau lòng quá không ngờ. Tự nhiên qua bên này hết duyên luôn hả anh Tuấn? Đời á, mình chẳng có chuyện. Có muốn nghỉ trở về bên đó không? Không. Khi từ chỗ nào tiếng nhà trả về hỏi về không thì chúng đi về, giống như ở Việt Nam cái gì. Khi mà tiếng nhà ra đi, khi mà bà già nói con xuống tàu đi kia con, nghĩa là chúng không có muốn về cái này làm được. Khi nào bắt buộc chúng phải về thì chúng đi về. Còn nếu mà chúng có kiểu mà tự do như thế này hoặc là sống cái kiểu cho mình thoải mái, đừng giống như là người điên, người điên bên vườn hoa tình ái, hoặc người say. Anh chỉ là người điên bên vườn hoa tình ái. Anh Tuấn, em nói tốt. Em nói anh Tuấn nghe nè, cái mắt chị Thủy, anh Tuấn nhớ chị Thủy gầm cầu không? Lúc mà em đem chị Thủy tới nhà thương đó, là một con mắt không chữa được, con đó nó bị rách cho một mặt. Khi mà mình rách một mặt là phải chữa liền, chị Thủy để cái chục năm sau giờ không chữa được. Còn một cái mắt bị thương là coi như một thì sẽ thấy. Thì bây giờ ở dưới chú này có 2.000 người bị gì á. Dạ. Cho nên bây giờ anh Tuấn nhớ không được quên, thứ 3 tuần sau. Thứ 5. Thứ 5 đến thứ 3. Thứ 5 tuần sau 3 giờ chiều. Thôi. Thứ 3 qua thứ 3, thứ 3 em nghe lại ngã mỏng cái này. Không có, thứ 5, 3 giờ chiều. Tới em đón anh Tuấn, em chở anh Tuấn đi. Tới chứ đi gặp. Coi như thứ 4 là mình tắm rửa sạch sẽ được rồi. Xong thứ 5 đừng có lê, thứ 4 mà tô tắm xong đừng có lê la, ngồi chờ ho như vậy ngủ nè. Đâu, cũng phải đi làm. Nhưng mà đừng có làm cho nó tơi bời quá. Rồi sau khi tôi nằm anh tới chợ đi. Chứ để lâu không được, hôm bữa em hẹn anh Tuấn đi rồi. Làm về, chắc tắm tắm nhà thờ, nhưng mà tối lại đi cầu về chính dẫn nấu nước ở dưới cái đó mà tắm luôn. Ok. Anh Tuấn nhớ mở đèn trên nè. Đi bấm nha, đi bấm nha. Con cây sẽ có những cái ba màu đó, một cây trắng vô nghĩ cảm giác thành thánh mà cái cổ thì bấm tôi bấm cái cửa nó buông xuống để đi đến chuyện là tập đêm ok ok rồi thứ năm, thứ năm hẹn gặp Hương Cali ở đây rồi thêm đi nha anh Tuấn, cảm ơn nhiều anh đi ơi, cảm ơn Hương Cali. Dạ con ơi, giờ còn hai cái đèn để cho bà Mau Xiền gái hả, cầm cho chị nè. Đi đâu. Em để cho ai? Em cho luôn đi. Vậy cho ăn đậu với lại anh Quang nha. Ăn đậu cho anh gái, anh đậu già rồi, đi không thấy đường té nữa. Rồi anh Quang cũng già rồi, cho anh Quang anh gái. Đậu ở cái đây không cần đâu. Ở cái ngoài đây người ta ở trong người trong. Vậy cho anh Quang không đi đây chứ không có đi lối đó đâu. Cho anh Quang với trai. Đi hỏi lại đi, làm gì này. Chị đi về quay phim. Qua cái hoàng nó ở trong sâu, trong có điện, ở ngoài đây có điện. Sáng chân nó trầm, nó không đi vô trong nó đâu. Muốn có cái gì nốt trôi coi cổ. Trời đâu có phải là người ta vô gia cư cho ăn cái gì là ta ăn đâu vậy. Cho nó có giống như mấy người cho cơm chay đó, thể dục hết. Trên giờ họ không cho cơm chay, không có cho nữa. Cơm chay nấu mắc với bộ ớt. Mà tại họ không có biết ăn cơm chay. Họ quen ăn thịt rồi. Ông Đức à, ông Đức toàn đi chơi không à, không có cho, không có cho cái đèn. Đi chơi thấy đường chi, không thấy đường ở nhà. Anh Quang đi lượm củi rồi cho anh Quang cái đèn. Biết ăn cái gì cũng bị đau bụng nè. Thiệt không? Đau bụng nè. Ăn đậu đang ngồi sửa xe nữa. Tối ngày sửa xe miết. Sửa xe đặt tối nay à?
Mr. Đậu đang ngồi sửa xe nữa. Nước nhiều quá nó cũng chết nữa. Sao nước chảy gì dữ vậy nó? Nước tưới cây cái nó bị hư sao nó chảy hoài. Vậy đào lỗ ở đây lên có nước xài rồi. Trời ơi, ai mà làm trò ngay gốc cây này đẹp quá trời nè. Tô của chị làm lại đi kìa. Quỳ to lại đi. Đi ngồi về nhà nằm nữa. Nó xuống xuống chứ nằm ngoài nó mệt. Mát rồi, mát rồi. Ờ, mới vô đây mát quá. Đi vắng này. Đi vắng là cái số không được rồi. Đi rồi. Không có nhà. Đi lên. Trèo lên đây. Chị tắm đi, anh lấy chân đẹp là đặt chị Hương Lâm. Lệ ông Ba Thằng. Lệ ông Tiến. Lại Quang. Hôm nay còn hai cái đèn pin. Quỳnh nói cho anh Hoàng Lai cái, cho anh Quang cái. Một số anh Hoàng Lai không có được dùng. Tới không có nhà. Có nhà không? Anh Quang ơi, không có nhà. Ai đang nằm ngủ? Đèn pin đâu? Muốn đèn nổi đầu em phải cầm tay. Có cái đèn pin cho anh Quang. Anh Quang muốn loại nào? Cái đội trên đầu hay là cái cầm tay? Rồi cho anh Quang cái cầm tay hồi nơi. Ủa anh Quang có một cái rồi đó. Ô vậy thôi để em cho anh Quang pin. Anh Quang dùng pin loại nào? Một chữ, hai chữ A hay ba chữ A? Hai chữ A hả? Hai chữ A nè. Không, đừng có cho anh Quang được pin, anh có rồi, để chị đem pin dặn thôi. Ok, anh nói cho anh cái để anh xì cua. Rồi đưa anh Quang đi. Sao vậy? Trời ơi. Đưa em nhìn coi. Chắc là họ nấu đồ chay hả anh Quang? Ô, người Việt Nam hay người Đại Hà hay là người Ấn Độ? Chắc người Ấn Độ rồi. Trời, Việt Nam hả? Trời ơi, có phá lấu ăn là quá ngon rồi. Ăn vô, cắn ăn dễ ăn nhất thì cũng ăn vô mà trời ăn. Nó cứng ngắt hả? Nó mềm mà nó nhừ nhừ giống như là mỡ xe. Ăn Quang à, ăn Quang mở cái nó sáng lắm, mở cái thứ nhì cho nó mờ mờ đỡ tốn pin. Cái này nó cũng ra vậy rồi. Bấm cái này nè. Biến thôi chứ pin nó, nhiều pin mỗi cái này tốt quá.
Có cái điểm mất rồi thì đúng không? Rồi, chừng nào mà hết pin thì nói em, tại khán giả có cho dư mấy ít pin em để ở nhà. Cái này có xài, xài quý dễ mất lắm, không mất thì cũng tan cấp. Tan cấp mất tiêu ạ, à. Đem pin cầm trên tay sao ăn cắp được. Thì cầm trên tay nhưng mà vô cái nhà nói chuyện nó tán thì mình lo lửng lửng thì nó cắp. Trời ơi, sáng nay có đồ ăn mà người Việt Nam cho mà ăn không được hả anh Quang? Phá lấu mà nó mềm xèo luôn hả? Game hả? Lại cơm mà chiên lại với chan luôn thì nhẹp thì sao ăn? Ồ, chiên xong chan chèm nhẹp lên. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy mà tại mình ăn mài mình không làm mình làm khó quyền. Ồ, nhiều lúc họ không họ họ cứ họ tưởng làm vậy thì nó mềm dễ ăn. Mềm gì cơm mà ai nghĩ cứ có sáng sớm là chồng nó giống như chan canh vậy. Lần người cho cơm vậy thôi. Coi như họ chan trước ở nhà rồi hả? Múc đây làm đây là múc hết, cái xếp hàng là múc hết. Múc cơm rồi cái cái gì sợ nãy để nghe không đi chồng cái rồi được cái canh gì về sốt cái lên vừa hết ăn luôn. Ừ. Nhẹ bài ăn rồi. Ờ bị chèm nhẹp rồi. Đói không người ăn ăn quá hết. Ờ đói mà không ăn uống á, bụng thì đói mà lại không ăn được. Mấy thằng ma quỷ quá rồi mẹ cái thôn người ta lấy mình lấy nông nước rồi có son lấy nông nước rồi nó lấy cái son mà nó đeo giờ cho khác mình tới mình cần nó mà nó không chịu cái nó dạng ăn cắp mày thịt mẹ mày làm sao mày được kêu tao ra con giờ anh qua không còn cái son nào nữa hết hả? Còn son mà chứ rửa nè cái son này xài hoài nó nước có nhiều cái nó đột lên tay lên biết không anh lụm gì cho đem xuống dưới là bắt đem xuống dưới là bắt xài xong rồi mình nó tu go luôn rồi mình đem xuống thì mình để đây để chỗ đó nấu nước đã xong cái mình về mình quên đem son rồi nó dời hai ba thằng không có thằng nào thấy chứ còn là hồn mẹ đó đấy tụi bay được kêu tao đợi nữa rồi cái mặt ma quỷ tụi bay rồi đem về em kiếm mấy cái son nào cũ cũ em đem xuống em có anh lụm quá trời luôn mà bao nhiêu cũng mất hết trơn mình tới nhà mà. Mấy cái quần em đưa anh Quang đâu sao giờ lại cột dây nữa rồi nè, đâu có tuột nữa không phải em đưa anh cái màu xám cái màu kem với cái quần đây, jean đây nè một cái nói là một xong xám kem nó đó ba cái luôn à, tuột nữa cũng tuột luôn hả ơi anh không có mông không có quần nào mà mang được ta quần nó mang nó nhờ cái mông quần nhờ cái mông mà bây giờ siết á thì nó đau đây rồi một hồi nó cũng tuột nữa trời đó ơi mà, tuột á cái quần này size nhỏ rồi đó đó cái này còn cái này tuột hết tí thôi chịu đi đâu tí có tiền tao lấy cho chịu không ờ tiền tao quần mẹ nó cái mông nó nhỏ hơn cái đùi mình sao mặc quần áo được cái mông gì mông nhỏ hơn cái đùi khổ cái bánh này ăn ngon rồi em ăn thử rồi đây nè đồ này nè anh Tuấn anh Quang họ đem đến hả anh lấy ra Quang anh mời Quang Quang đi tiền tiền bỏ tiền dư đâu đây với chị chưa anh Quang mua gì đi bán thuốc hả em à, đi anh bán thuốc dạo này có còn mở tiền đâu đây không mày gì nữa mày giờ băng sweet băng hai cái cao anh bảo rồi trời ơi cho kem đó nghe cái đó đâu phải kem kem ăn lên thôi ăn Quang ăn được mà giờ nó nhiễu cho nó thành sữa rồi ăn gì nói cà rem cho cà rem nó đây chứ cà rem nè trời ơi cà rem nhưng mà không mình vũ lạnh mở ra không lạnh ghê lắm rồi anh Quang nói cho đồ ăn phá lấu đồ mà làm mềm xèo nên ăn hết nổi luôn ừ cơm em ăn một cái ngán nào luôn ừ quá trời bánh ngọt quá trời luôn ha ăn quá đâu ăn nè bánh này giống tù quá giống tù tù cho ăn vậy nè ừ nghe đồ ăn giống tù này Mỹ cho nè tù đó đó mình nuôi này với chi ừ đó giống tù chưa đừng ăn cái bánh mì vậy, cho nên đói quá phải nào phải bụt bụng lại nhiều lúc họ cho nhiều quá trời nhưng mà lại ăn không được ha với bình sữa này trời chúng tôi ăn trong tù á có bình nước kết bình nước đen quang lỡ mình cần mình uống sữa đó là không được nữa rồi sữa phải để tủ lạnh để vậy giờ uống đau bụng á nhưng mà có cái nó hư rồi vẫn cho vậy hả nó lên cặn rồi có để ngoài nó bị không không nó cho mà vừa mở bụp ra là nó lên nhất rồi còn trời cho nguyên một hộp sốt mayonnaise à không biết anh mua hả ăn với cái gì ăn bánh mì hả lụm cái tiền không mua thì mua cái này mua cái bánh nhỏ đây làm thùng rác hả người ta còn người ta ăn á sao ừ. Nhiều nói thùng rác gì đó ta bỏ ở ngoài một bao gì đó để trong cơ xe cò á không để... phải thùng rác đâu người ta gần hết hạn người ta bỏ đi cũng có gần hết hạn cũng có lưu quá hạn nhưng mà cái này nhưng mà
đừng có mở quá hạn giờ mà. Best before chứ không phải là expire. Best before, nếu mà cái này là best before thì ngon, tốt, ăn ngon nhất là trước ngày đó. Nhưng mà nó đề expire thì không nên ăn. Nhưng mà phải là quý thiệt sự á, 2-3 tháng đừng để ngoài nắng. Dạ. Đừng mở, ăn không sợ. Hôm qua này không sống được 7 năm nữa. Ủa thằng ba làng này hôm qua em thấy ổng có cái xe lăn ổng dẫn đi, không biết ổng làm gì. Sống được 8 năm coi như là giống kiểu mà như là 10 năm chó mà 20 năm rồi. Anh Quang ơi, sao ở đây có ghế sofa mà ngồi ngon lành vậy? Của thằng Đậu nó gửi, rồi nó bỏ luôn á. Rồi mà nữa 1-2 giờ đêm kêu mình đi lấy sofa được thạc hai đầu gãy về rồi chết luôn. Sao đây để hết nổi rồi, quăng vô đây. Quăng vô đây rồi bỏ đuối đây luôn nè. Có hôm nào leo lên đây nằm ngủ cũng được, sướng rồi. Thì anh nói thôi để đây anh kêu. Chỗ này là ngay đồ quan sát nè, đồ quan sát nó mở cửa. Bây giờ đâu phải mùa mưa đâu, để đây nằm ngủ đây luôn, mát không sao hết á. Cây nó sắp. Tối mũi lắm. Tối mũi lắm. Ủa cái này cũng lấy bận trâu. Trâu vui ghê vậy. Còn cái đèn nè, thì tắt cầm lên. Bụi lắm. Bụi. Ông này ông làm nhà, ông cứ lối đi ra rồi cũng ngon lành ghê mấy chứ. Làm chưa làm cái ngày sau không biết. Anh lấy tre về, anh tính cất lót cabin á, mà có một cái dách bằng tre á. Mấy cây về rồi kìa, lựa cái cây nào ngon ngon dài dài để mình làm sườn mình. Wow, mấy cây này, tại sao mấy cây nó tốt quá ta? Mấy cây này, mấy cây crystal gì đó. Nó không có thuốc, không có nước tiểu, không có nước thì nó tốt lắm. Còn mà cây nào mà... Mấy cây này mấy người bị ung thư gan, họ uống để cho mát gan. Mát. Phải chạy tiểu đường, mát gan, không ra bá bệnh á. Chạy tiểu bá bệnh. Cái bông của nó, họ không lấy rồi nấu nước được. Giống như thuốc nam vậy á. Không, trời ơi, ông kia dẫn chó đi chơi. Hôm thứ ba sao không gặp anh Quang ra anh, rồi anh Quang quên nè. Anh ngủ quên rồi, mấy thằng quỷ này cũng hiểm, nó không có kêu đâu. Trời ơi. Hello anh Tài. Để chị tới em cho anh cái đồng hồ á, dặn lên. Ồ. Alarm. Có cái đồng hồ có alarm nè, mà đụng cái khi nó quờ nó không quên dặn luôn. Hello anh Tài ơi, dặn lên. Quờ đó, tại cái đầu quờ chứ không phải là cái giờ. Trời ơi, biết quá. Dạ không có gì thôi, ngủ đi cha. Thôi về ngủ đi giờ, mệt quá. Thôi đi về. Không có, đâu ngủ nữa đâu. Dạ, dạ, em cũng ngủ đi về luôn. Thôi về đi dạ. Hai tuần ở nhà mệt quá. Em ban qua. Rồi, gặp nhau, cảm ơn nha. Rồi, cất cái đèn pin xài nha. Chừng nào hết pin thì nói em biết. Anh Quang nó để xe cua, tại bị mất hoài thôi. Cái gì con ở đây là em khó dữ lắm. Có một cái là mất luôn. Tính cho Hoàng Lai một cái đèn, cho coi như cho anh Tuấn gái, Hoàng An Quang gái, Hoàng Lai gái, à, ơi, có người mà Hoàng Lai không có nhà. Cá Thị đâu có. Thành nó trốn đi rồi. Cá Thị ơi. Đồ đạc không ở đây mà. Ông Thành biết chưa, bây giờ anh mang tội. Ông Thành có đèn pin không, cần đèn pin không nè. Trời ơi, số anh Hằng được, số của em được cái đèn pin rồi, xuống để cho ông Hoàng Lai mà ông không có nhà. Nhưng mà cái này là phải loại xài bằng pin. Loại pin đó chị. Ờ, chừng nào hết thì nói chị cho pin, tại vì có khán giả cho. Đừng có làm cá tê. Nè, tháo ra cho đưa anh Hoàng đi. Ông Thành ông mò trong góc ra ra. Rồi đưa ba cái pin nó bự. Đưa đây chị chỉ cho em cắm cái bấm cái đèn. Trời ơi chị ơi. Em rành lắm. Nhưng mà cái đèn này của thằng là pin nhỏ, em đưa pin lớn cho thằng chi. Thôi mệt chị quá. Cái này là pin nhỏ. Để một bao pin mới thì mệt chưa quá. Rồi đi chip bộ. Rồi bây giờ em bấm này nè. Bấm chỗ nào? Em biết. Nè nè nè, có cái nấm trên này. Chị ơi, chị đừng có chỉ gì ơi. Em bấm cái thứ nhì cho nó bớt tốn pin. Chị ơi, chị đừng có chỉ. Tại thứ nhất là sáng lắm, tốn pin lắm. Em chịu chị. Tại với suối bao nhiêu năm mà chị chỉ. Trời, số em được cái đèn pin xuống cho ông Hoàng mẫu không có nhà. Ôi, chị đừng có chỉ gì ơi. Rồi chừng là hết pin thì nói chị khán giả cho chị thêm mấy cái pin nữa. Thôi, chị bao giờ người ta xài luôn con nha. Xài nào mà xài.
tính cho anh Đậu, ai ngờ gặp anh Tuấn cái cho anh Tuấn rồi số anh Đậu không có đèn pin. Không đậu ở ngoài đâu, có đèn pin. Xong cái cho anh Tuấn xong cái chạy xuống cho anh Quang. Cho anh Quang xong cái tính cho Hoàng Lai. Tính là cho anh Đậu, anh Quang với Hoàng Lai. Mà đi xuống cái là cho anh Tuấn. Cái cho anh Quang, cái ông Thành. Hoàng Lai không có luôn. Nhưng mà không sao, Hoàng Lai có cái máy generator. Cho nên điện đồ chạy rầm rầm. Nó bị cháy rồi. Cháy hả? Em cầm này cho chị Huỳnh, chị cầm 5-7 thứ mà em đi không vậy hả? Em đau bụng, chị đừng có bắt em cầm cái gì hết. Em đau bụng chứ em có bị quạt quạt tay không? Có. Đau bụng mà nó kéo tay, kéo chân em cái đau. Có anh Kha Thị trong đó không? Nóng 80 độ mà tại sao mặc cái áo này? Tại sao chị nói anh người của em nó yếu quá, em phải chị cứ hỏi hoài. Em cảm thấy bức xúc quá, bức xúc quá. Không, chị không phải là hỏi cho chị hỏi cho tất cả mọi người trên thế gian này. Tại ai nhìn thấy em họ cũng đều có câu hỏi đó mà họ không dám hỏi thôi. Tất cả mọi người trên thế gian này. Ok, ok rồi, chị hiểu rồi. Mai mốt chị đau bụng chị sẽ léo lặng chị mặc vô. Đúng rồi. Mặt nó lạnh người ta có vấn đề. Vậy thôi. Thế nãy giờ tao bụng nãy giờ tao không biết xoài. Vậy em đừng ăn xoài nữa, để đó cho chị ăn. Tao ăn nữa. Ok. Gút. Ủa sao nãy chị gặp thằng Angel, vậy là thằng Angel đâu có chết vậy? Ai là người chết Angel chị quên. Đâu? Nãy chị thấy nó mà. Nó đâu? Nó đứng ở đó. Không có. Thằng nào chết anh Trang nói chị quên tên rồi, chắc chị lộn rồi. Nó đi tù rồi. Chị mới thấy nó xong. Thằng Angel vợ nó chết rồi. Chị không biết mặt Angel rồi nói. Trời ơi, ngày tuần nào chị cũng gặp nó mà kêu không biết nữa. Anh Tuấn vẫn còn đứng già chuyện ở đó, đâu đã đi về gì đâu. Ôi chắc người ta phát thức ăn. Đúng rồi. Cho nên muốn xếp hàng. Anh này nói người Việt Nam phát thức ăn mà không có lần nào ăn được hết. Chứ ăn cái gì vô chụp nhẹp xong đè cái gì. Họ bán nè. Phá lấu. Phá lấu là rất mắc á. Mà sao nói là mềm ẹp à. Ăn không được làm sao á. Heo. Anh nói chan nước vô làm sao mà nó chụp nhẹp ăn không được. Ủa. Đè cái này đè cái kia lên này nói vậy hết ăn luôn đang được lãnh đội gì vậy đó thằng này ăn trồ nào phải không nó ngồi nghe thùng rác á is your name Angel oh I didn't see you for a long time that's not me Yeah, very good. Okay, okay. Hi, no. Đi vô trong kia chơi. Họ phát cái gì vậy? Ô, gà Coco hả? Gà mặt vàng, phải chương trình đó, gà chiên đó. Ây da, ăn thơm vậy ta. Ở cho đây lâu lắm. Nhưng mà mỗi thứ năm hả? Mỗi thứ năm. Chưa thứ năm 11 giờ á, 11 giờ mấy á mà có đây nè. Ồ, ngon rồi. Lấy về cho con chó nó ăn tại vì. Trời sao sáng vậy chơi? Cho lạc trưởng bây giờ đó, nó ỉa không ra. Ỉa không ra bây giờ hồi tối em bắt nó phải ăn đồ đó, em không cho lạc trưởng nữa. Ăn hồi đó giờ á. Trời ơi, con chó sang hơn là em luôn đó anh Khải. Em cũng không có được sướng ăn nữa. Cứ ngày nào cũng vậy rồi ăn nó ăn. Tại nuôi nó như nuôi người rồi đó.
mà đó giờ mấy năm nay á giống giống như nó nhiều phần ăn á, ăn hơn em nữa mà. Ăn ghê đó, mình cho ăn ghê lắm. Ăn quá sao không thấy ăn quá, đi lên ăn cơm trên chủ nhật với thứ ba 12 giờ chủ nhật với thứ ba anh quá, trời ơi chẳng gặp anh quá gì hết đó. Họ cho cái bịch gì kia KFC, bà này đâu phải vô gia cư đâu mà cũng lấy một bịch của người ta, khổ ghê vậy. Họ biết giờ này phát họ tới họ lấy được. Hai chị, bạn chị đâu không biết, chị đi làm nhà. Giờ em qua cái học sinh này. Ở đâu? Cái đó là housing hay là vậy hả? Sướng vậy. Vô mình phải vô cố gắng những cái program đó, những cái nhà cửa ở nữa. Program gì? Inside. Có nhà đó, ở sinh nhật ấy xong. Nhưng mà mình có được ở xuống này không? Hay sáng mình phải đi ra? Cái trong anh giống như là nhà 4 phòng, rồi xong mỗi người 2 phòng. Rồi xong vô đó, xong mình có cái system đó. Rồi xong bây giờ họ bắt đầu tìm việc làm cho mình. Xong có việc làm xong có nhà. Từ trả 50 đến 100 đồng tháng. Đỡ ra khỏi tại vì federal đang cho county cao giúp mỹ những người homeless. 3 năm mấy rồi vậy à, 3 năm mấy rồi đó. Bây giờ em đợi cái tên cứ waiting list lâu quá, thôi em vô có khỏi cũng lẹ. Ở thôi vậy phải cầu tiến thân nhé. Đúng rồi, mười mấy năm ở ngoài đường khổ thấy mồ luôn, vừa nóng vừa lạnh. Bây giờ chính phủ đang cho cái chương trình, tại sao mình ngày nó có ngành không để mà không biết sao mà chị Kim xin được, chỉ cho cô Mai với. Thế thì tại vì nó phải vô mỗi thứ năng gặp quá nè, mỗi thứ năng giúp cho mình phải có case manager mình giúp cho mình cái năm khác nè. Mình cần phải có cái case manager. Ok, để em nói chuyện với cô Mai, để cô Mai gặp chị Kim. Chị Kim chỉ cô Mai nha. Case manager vô cái năm là 10 giờ nè. Người ta có case manager để làm việc cho mình. Rồi xong người ta gửi cho mình cái có một số cách chứng nhận mình vô, mình có liền. Dạ. Yes, I'm bớt rồi này nọ cái đó. Trời ơi, sức quá. Cho hết từ này, em có từ mấy năm nay rồi. Nó giúp cái gì này, đòi giúp cho cái phương tiện đó. Ok, để em nói cô Mai đi theo hỏi chị Kim. Cô Mai không biết, cô Mai cứ ở trên xe khổ. Cho ai? Anh Phú hả? Giờ anh Phú có rồi hả? Housing hả? Đây xong rồi ở cấp cô có chương trình đó 2 năm, hay có 1 năm, có lấy 1 năm mà 5 xong lúc đó xong 100 rồi mình để cái section 8 học sinh muốn dọn đi đâu dọn. Nhưng mà sao hai người không ở chung nữa? Em không tìm được phương ở đây, em phải lo cho các em nữa chứ. Mà chị Kim có bị trục xuất không? Dạ em mới hết rồi, em chỉ với bao nhiêu em tới về làm giấy tờ rồi, nói lại hết rồi. Nhưng mà chị Kim có bị diện trục xuất không? À có. Mà vẫn xin được hả? Xin lại được hết á. Xin lại cái gì? Cả sách. Xin ở đâu? 3 năm nay rồi đó cho lại rồi, thứ 5-10 giờ nào, chưa phải phát. Thứ 5-10 giờ tới đây hả? Người ta làm giấy tờ thôi. Anh phát tại người ta giúp mình giấy tờ thôi, người ta từ gửi đi. Tại mình có case manager làm lẻ, mình làm được lâu. Có người ta đại diện cho những đại diện cho mình case manager làm lẻ lắm. Phú có bà 2 tháng không có rồi. Trời, 2 tháng có thể sang rồi hả? Có 2 tháng có rồi. Trời, chị Kim cũng có rồi hả? Em có rồi. Và là thứ 5-10 giờ tới đây hả? Thứ 5-10 giờ. Trời, uống ngày hôm nay thứ 5 mất rồi. Tại bữa đó thứ 5 là có fair job, có người ta có cái job fair để xin việc làm, giúp cho những xin việc làm nó mới mà. Xong rồi anh tôi, chị Kim tới, chị Kim nói chị Kim mất thẻ xăng hả? Đó, update là cho người ta. Cho không muốn tiền nữa. Nhưng biết bao nhiêu người ta có. Ok, rồi để em nói với Huỳnh. Cái này 3 năm trước thôi. Dạ. 3 năm mới ra cho những xin việc làm. Cái làm cái đó tốn tiền nào. Thì người ta quay cho mình được. Go Andrew! 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 Okay.